Hello, xin chào các bạn, và hôm nay mình lại tiếp tục review bộ bài Magician Knows V2. Thì trước đây mình đã review bộ V1 rồi. V1 thì nó có hai màu, V2 cũng hai màu là trắng và đen. Thì trước đây V1 mình chọn màu trắng, bây giờ mình sẽ chọn màu đen để review nha. Màu trắng thì nó có cái chữ này in nổi này và nó chuyển sắc này. Đó, còn màu đen thì là in tất cả hoa văn đều là ánh kim như thế này, màu hồng ánh kim như thế này. Và mặt lưng của nó là ở đây là bộ não và vũ trụ như thế này. Rồi. Thì đây là một cái bộ bài về một cái chủ đề rất là thú vị, đó là những cái trò ảo thuật, những cái bí mật ảo thuật của ảo thuật gia. Và không phải ai cũng có thể biết được hết tất cả các bài trong đây. Thì đơn cử là ở mình V1 á, thì mình chỉ biết được khoảng 80% nội dung của các bài thôi. Thì hôm nay mình sẽ thử ra xem là V2 thì nó có cái gì khác không. Ok, thì đây là bộ bài của chúng ta. Bộ này sản xuất tại Đài Loan nha các bạn. Và cái cảm giác đầu tiên khi mình khui ra là cái chất giấy của cái bộ này nó khác bộ V1. Tại vì ở bộ V1 qua thì mình cảm thấy là cái chất giấy nó hơi kém một tí. Nhưng mà ở bộ V2 thì mình cảm thấy là nó cũng tương tự như là Bicycle. Nó có vẻ hơi cứng hơn một tí, nhưng mà nói chung là chất giấy nó tốt hơn bộ V1. Có lẽ là do cái hãng sản xuất nó khác một tí. Tại vì ở V1 thì là do đề là Magic 808, còn ở V2 là Magic 808 và một cái hãng sản xuất bài tại Đài Loan. Ok, thì đó là về chất giấy ha. Thì mình có hai cái lá. Cái mặt bách của nó là ở V1. Có lẽ là đây là hai lá 6 cơ này. Nó bổ sung lại cho cái bộ mà ở V1 là họ chỉ in cái tấm này thôi, nó không có hình 6 cơ luôn. Có lẽ họ bổ sung lại cho V1. Rồi ok, mình sẽ bắt sang một bên ha. Mình sẽ cùng coi cái phiên bản V2 này nó có gì. Mặt lưng trước đi, mặt lưng thì chúng ta có được dấu chấm hỏi nè. Và bộ này là nó là one way bắt. Chính xác có nghĩa là bạn sẽ, cái bộ não này nè, nó xoay ngược lại á, thì nó sẽ giúp bạn biết được cái vị trí của bài người ta chọn nó như thế nào, để diễn một vài trò thuật thú vị. Mặc dù đó là one way bắt, nhưng mà thực ra nó thiết kế mà theo cái kiểu là đúng rồi, nó khác nhau ở đây, mặt trăng và ở đây và cái vòng cái hành tinh này. Ok, rồi thì đó là mặt lưng của nó. Cái chất giấy thì mình cảm thấy nó cũng khá ổn. Tại vì có lẽ là cái hãng sản xuất này thì nó làm giấy nó cũng ok hơn cái bài mà họ tự in kia. Rồi, thì đây là quả bích. Trò đầu tiên thì mình nhìn là mình không biết rồi. Mình nhớ là có một cái trò mà cái quả banh nó di chuyển trên cái cây thước, thì có lẽ đây là cái quả trứng di chuyển trên cái quạt, thì mình có biết một trò tương tự như vậy. Đây là trò tờ tiền bay trên cái dây lút nè, thì này mình biết rồi. Đây là trò mà có lưu chen cái ổ khóa sợi dây cột lại với nhau là xuyên cái đồng hồ qua. Mình đoán như vậy thôi, cái này không chắc lắm. Cái này thì nó tương tự như là cái trò mà trứng thành bồ câu mà mình ập cái nắp vô nữa. Cái này là trò biến mất từ nữ thần tự do của David Copperfield. Trò này thì mình không biết. Ba banh và ly không rõ lắm. Trò này là trò build up à. Cái trò này là cái trò mà mình nhét tờ tiền vào trong đó, nên là cái ống, nói chung là này cũng bó tay luôn. Tại vì nhiều khi có những cái trò mà mình biết, nhưng mà họ thiết kế theo cái gọi là theo cách hiểu của họ, thì nó cũng rất là khó để có thể hình dung ra được. Trò này thì không biết rồi. Con bồ câu thì có rất là nhiều trò không biết. Cái này là cái khung tranh. Cái này là có một cái trò mà nó tương tự như vậy. Cái nguyên lý của nó là cái này là cái giả này, bên trong là thiệt. Thì có một trò đó là con đầm rô biến hình của Astro đó, mình không biết phải nó không. Cái này thì là cái mà gọi là cup and ball. Cái trò mà nhấc ly lên nó có cái banh giả bên trong. Ok, thì nói chung đây là một quà sưu tầm, nên là bạn có thể mua về để tự nghiên cứu tìm hiểu thêm. Mình thì không chắc lắm về cái này không biết rồi. Cái này là chắc về tâm linh cũng không biết luôn. À, cái này là ba ly và banh. Thì nó có bốn cái banh và ba cái ly, thì mình nghĩ như vậy. Cái này là không biết, chắc là cái nhẫn và quả trứng à. Cái này cũng không biết luôn. Thực sự thì ở cái tập V1 á, thì mình còn biết được khoảng 80-85%, còn ở V2 thì mình không biết khá là nhiều. Nó có rất là nhiều cái khó hiểu và mình không biết cái này. À, cái này là card manipulation này, là mình bao cái bài sau lưng này, kiểu như này, đó, đó, ok. Rồi, đó, cái này là con 4 rô Ninja Rin, cái này có nhẫn này, cái này là Ninja, cái này gọi là Ninja Rin. Thì trò này kinh điển quá rồi. Cái này là cái bút mà tiên tri này, có nghĩa là mình sẽ đeo cái thâm tiếp vào và có cái ngòi bút để mình viết là tiên tri trước.
Cái này thì mình không biết. Cái này là cái ngón tay giả mà của ngón út để mình thò ra mình hút cái đồng xu lên. Cái này mình không biết luôn. Cái này thì kinh điển rồi, có nghĩa là những người chơi xu thì có thói quen đeo cái này ở đây. Ok, và cái này thì mình không biết luôn. Cái này là real up A nè. Ad bit nè, ad chuồng, ad rô, ad cơ, và nó chuyển với một tụ như thế này. Đó, đó là trò này. Đây là trò bẻ cong muỗng. Cái này mình không biết. Cái này là cái trò mà cái ghế, trò này rất là nổi tiếng trong sân khấu này, mắc tiền. Trò này là cái ghế thiệt là bự, sau đó là trống không mà lấy khăn chùm lên thì cô gái xuất hiện từ cái ghế ra, thì họ vẽ thành cái ngôi nhà. Giống như là cô gái đi ra từ trong cái ngôi nhà, thật đó là cái ghế. Thì đây là cái trò đó. Con này là con ri chuồng, không biết là gì. Con này là bẻ ngón tay à, như vậy. Mình móc xuống như vậy theo đúng cái góc độ thì móc cái ngón tay. Đó, thì mình không rõ lắm. Cái này là cái bàn bay, trò này thì rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Ben and Taylor, đây là hai ảo thuật gia nổi tiếng. Ben này là cái bút đúng không? Taylor là người kể chuyện hay gì đó, nói chung là kiểu vậy. Đây là cái ốp. Cái này là cái của Summer Magic hay gì đó, không biết nữa. Cái ốp, hai cái giống như Bakerin gì đó. Cái này không biết luôn. Cái này là cái bộ 10 chai rượu ha, cái này là 7 chai. Nó sẽ xuất hiện những chai rượu chồng lên nhau nhiều lắm. Ok, và cái này thì là nhẫn chuyển ngón. Trò này hơi bị kinh điển luôn, có nghĩa là mình đã diễn trò và hướng dẫn rất là nhiều lần rồi. Cái này thì mình không biết, cái này mình cũng không biết luôn. Cái này có lẽ là cái đạo cụ mà cái nhẫn mà chuyển qua chuyển lại trên tay mình quên mất tên mất tiêu rồi, nhưng mà nó là khá là mới hiện nay. Cái này thì không biết luôn. Cái này có lẽ là cái trò mà khăn giấy mà mình quăng đi là tạo đánh lạc hướng người ta. Cái này là một cái kênh YouTube mà trên và bài trên ấy King Magic hay gì ấy. Phải không ta? Mình cũng không rõ này, bỏ đi ha. Cái này cũng bỏ tay luôn rồi, bỏ luôn. Cái này khá là quen nhưng mà mình không nhớ được. Cái này là cái ngón tay đèn, cái thumb, cái delay. Và cái này là SpongeBob, hai cái vuông, hai cái tròn thành một cái vuông như vậy. Cái này là sandwich nè. Ok, sandwich. Cái này thì mình không biết luôn rồi. À, cái này thì nhìn nó khó hiểu, nó là chipper dead. Thì chipper mình tra Google thì nó có nghĩa là vụ đường thoát y á, nhưng mà nó trong ảo thuật thì nó tên là bộ bài chipper dead, thì nó là bài mà một đầu to một đầu nhỏ mình kéo ra như thế này. Cái bộ này hơi bị hay luôn. Ở đây mình không biết. Cái này là cái chai bằng nhựa, sau đó là mình đặt mình quăng đi, theo mình nghĩ như vậy, nhưng mà nó đã dẹp luôn, nhiều mình không rõ lắm. Cái này mình không biết luôn. Cái này thì bó tay luôn. Và đây là tương tự như là bộ V1, thì cái bộ V2 này nó cũng là hai cái risker đều là về ảo thuật gia mặt nạ đen, và trên cơ bản là giống như là đấm đá, xong rồi sau đó là ở V1 thì là cầm xe đạp cán qua. Ok, thì đó là cái review bộ bài này. Có lẽ là cái người thiết kế bộ bài này rất là thù hằn với cái ông này, nên là đều cho risker làm cái này. Ok, thì đó là nội dung của video này. Và bạn nào mà biết những cái thứ mà mình không biết thì có thể comment ở dưới để mọi người cùng tham khảo thêm ha. Bạn nào muốn mua bài thì mình sẽ để link trong mô tả video. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.